Có 10 người, hôm nay cũng đi tầm 7 người. Cái khu vực này là hổm gà cái khu 15 cái đó. Chúng hổm gà cũng mấy chuyến, mấy video clip trước đó có coi coi lại trong kênh nha. Rồi hôm nay mình cũng chuẩn bị nè, chân quay nè, túi lưới nè. Củ sắn đồ, chuột. Nè, bẫy mới của mình nha. Đây, mẫu bẫy mới mình. Toàn bộ bây giờ mình cuộc dây đồng hết mọi người. Đây, dây đồng hết nha. Toàn bộ 7 cuộc dây đồng hết. Dây kia đánh thời gian nó bị sét mà đứt, chưa sét mà bẫy tặc lấy hết rồi, đợi đôi sét nó chơi cũng có còn sót vài cái nó cũng sét nè. Đợt này mình làm miệng hôm là không có xài cái chừa cái gai trong nha, cắt chuỗi luôn, gai vô bị đâm gắn quá, gắn bị chạy. Giờ vậy bẫy mới mình nha. Nhiều người giờ mình thấy cái bẫy mình cuộc dây động, người ta hỏi ha, mấy anh em hỏi là mua dây động ở đâu, mình cũng chia sẻ mọi người mua cộng dây dây điện 2.5 mọi người, 2.5 cắt ra lấy cái lõi của nó nha, ở trong nó có tới 7 sợi, bao cuộc bao ngon luôn. Rồi mình cũng đi thăm bẫy luôn. Rồi cái đầu tiên đây nè, ổng đặt đằng mũi chuối đằng kia mới giờ lên đây, chỗ kia dính được hai con mà thấy tình hình muốn hết gắn là giờ chịch lên đây. Đầu tiên rồi bẫy nó mắc người mắc bẫy trời nó thảo vậy những kiếm mọi người như mắc bẫy á, trời ít có ác nè. Lấy cái bẫy của mình, cái bẫy mình trên đây nha mọi người, cái bẫy này của ai nè, không phải của mình nha, nhớ nha. Đây lấy bẫy mình khác, đặt cái bẫy của nó lại nha, chơi xấu quá xấu. Thôi nhường cho mày luôn đó mày, chơi vậy không đẹp rồi. Đồng nghiệp nãy chơi quá tồi mọi người, bẫy của mình cọc dây nghe, bẫy hồi nãy quấn băng keo nha, lấy cái bẫy của mình mắc tiêu, đặt lại cái bẫy cho mình, đặt trên đặt ở dưới thôi, mình không có phá, mình phá bẫy nó chẳng lẽ mình tồi hơn nó. Thôi ai làm gì làm, mình không phá của ai được. Chỗ này gà dính 5 con rồi, bữa nay chắc cũng cuốn cái này đi mọi người, có dính dính nhiều mình cũng cuốn nha, dính nhiều quá rồi dời, mắc cái bẫy kia buồn quá. Giờ cái này đi luôn, rồi dính 5 con hết luôn, hết gắn nữa, chết chuột luôn bây giờ, chết chuột nha. Rồi mình cũng rút bẫy này đi nha, nó ăn lúa luôn mà kêu nó chết. Nghĩ gì mà làm chuyện đó được hay mà lấy bẫy của mình này đặt lại cái bẫy đó, vừa buồn cười. Này dính hổm dính được 2-3 con gì rồi, chuột còn nguyên, cuốn đi luôn người, nghĩ nhớ cái bẫy hoài mắc cười hoài, ta lấy mẹ này mắc cười. Rồi rút cái này đi luôn. Cái này không dính, con rắn ký 50 người. À chưa xem, có thể xem cái clip trước của mình nha. Rồi này có hàng nữa rồi. Sướng sướng nha. Trời trời con này cũng bự người quá trời rồi. Rồi. Con này cũng 800-900 gram à. Không ít đâu, không ít đâu. Hàng khủng nữa rồi. Rồi trời cái đầu nó nè. Sướng 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 nha. Để tháo bao cho mọi người coi nha, xe tới luôn. Đây trời ơi đã vớt vát nghe, mắc cái bẫy đó buồn thiệt chứ mà dốt hút con rắn này thôi thôi rồi còn gì bằng nữa người ơi, người ơi trời nó sướng nha. Ô trời ơi, chỗ này nó im đơn giản mà nó im nè, nó vô nè, rồi chọn rắn. Có biết rồi, hết có biết rồi, con này 900 gram ạ. Để anh bắt ra cho mọi người xem. Quá trời đã rồi người ơi, chọn được like nha, like nha, like ủng hộ tinh thần, mới bắt cái bẫy buồn quá mà dính gắn này cũng được. Nè nè, hạnh phúc, hạnh phúc.
chứ. Hút nè, hút nè, hút nè. Để cho tối đen người ta. Sáng sáng lên này, đẹp trai rồi. Chướng chướng nè, trời nó đẹp. Ây da, chút xíu nữa giặt vô chân quay. Ôi đã quá đã, chỗ này hổng dính con kia ký nè, ký 50. Ôi trời nó sướng. Còn gì bằng không? Nè nè nè. Vô 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 cục cưng ơi, cục cưng nè. Rồi, vô bao em đầu tiên nha. Rồi đi tiếp người. Mắc cái bảy đầu cũng đền đáp lại cho mình con này là thấy mình sống được rồi. Để anh móc lấy căn mình móc thử con này nhiêu người. Đây, đây đây. 950 g nha người. 950 con vậy trừ túi lưới này 100 g đi còn cũng 850 nha. Con hổm ký 50 bự hơn con này nữa. Rồi để anh bỏ chuột rồi mình đặt lại. Cái này mình mới về mọi người. Cái này chắc ăn 90% sẽ dính nha. Đây, bên này là giường nha. Bên này là giường bị gào nha. Vô không được mình đặt cặp mép bên này. Bên này cũng trống trơn. Còn 10% kia là rắn nó có mà nó chưa đi ăn nên không dính nha. Cái này chắc ăn 90% sẽ dính. Dính hôm nay ta. Rồi rồi có cức người. Cức nè, nè nè, cức kẻ nha. Đây cức kẻ nghe đâu không? Nè. Rồi nó hậu hành chứ đâu. Nè đây 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 nha. Mới vô. Mới vô bữa hay bữa gì. Có bụng còn ốc nóc. Đây đây đây. Để em đổi cái bẫy xi cua nha mọi người. Đây cặp đường quá mình không bắt nha. Nè, cặp đường. Mình đổi cái bẫy mình đi. Con này cũng nhỏ chứ không bự mọi người. Con này chừng 300 g. Trời ơi, ổn chuột nè. Ổn chuột nè. Thúi quá. Con này vô chắc cỡ 2 ngày mới tiêu hóa phân nửa con chuột. Để em tháo cái vỏ nữa nha. Thúi quá, ôi chuột cái thúi. Thúi đủ kế thúi. Đây nè. Rồi nè. Bỏ chuột rồi vô mình đi tiếp người. Tiếp tục. Chỗ này có cái nè. Để em bỏ vô bắt. Mình quay cho mọi người xem luôn. Con này không lại dính được con, 3 con. Một cặp với con lẻ mà thăm thêm 2 chiến không dính. Tại đây còn con gắn bự nữa mà chưa sao không thấy gắn bự đi không biết. Hay có người 7 dính rồi không biết. Hôm nay có hàng không? Rồi, hôm nay thấy đẩy đẩy lúa ta. Đây thấy đẩy đẩy gom nè. Rồi không có nè. Cái bẫy này không có đổ mùi nè. Cái này mình đổ mùi vô coi. Thăm vô thấy đi thẳng vô quên đem chơi mùi hoài. Bẫy này đem quên 2 chiến nữa. Đem đổ mùi vô nè. Đặt bẫy thăm mấy chiến thấy cái nào không dính. Dính mọi người dời bớt đi. Dời đi, dời ăn lượt mệt lắm. Cái này hổm gà dính. Còn 2-3 con gắn nhỏ mà chưa có con gắn bự nào. Đây. Hút con gắn bự thấy khỏe đi. Rồi có hàng. Rồi chết luôn. Ủa? Chết hai con luôn người ơi nè. Thôi rồi để em ra xử lý cái con bự nhỏ rồi sướng. 2 con luôn người. Trời mà con này bự mà bự chưa có bự hung nữa. Hổm dính 2 con nhỏ xíu à, 3 con nhỏ xíu à, cỡ con chết trong đây. Đây cỡ con chết luôn nha mọi người.
Không dính là ba con nhỏ cỡ vậy, một bầy nữa đó. Con này con gắn đực nữa hay gì nè. Còn con gắn cái, ở đây còn gắn cái bự lắm. Rồi nay con chiến nữa là chiến hay chiến là hốt gắn cái chứ đâu. Trời ơi chết tiêm con vô cặp cũng chết nữa. Con này mới vô sao ăn được chuột, con nhỏ này không ăn được chuột nè. Nè chuột còn trong bụng nè. Cái khu này đúng còn zin luôn người. Trời ơi mắm bùa hóc nó thúi mày. Bà ơi bà thúi quá bà ơi. Thúi cái thịt thôi luôn. Chặt ui ga đi chửi thúi. Đúng quá. Ga cục cưng. Ga nào cục cưng ga. Đây, trời ơi còn chuột nè. Khuỳ cái bụng. Đây, bà em. Mấy cái ba là năm cái đầu kia. Cái trước đó, 6 cái với 5 con. Mắc hết cái rồi, giờ nãy giờ 4 cái. Nhiều người hỏi sao mình đặt lấy ít nha. Mình đặt một lần đi mười mấy, có mười mấy 20 cái à. Đi chiến 15 cái mà. Nếu đặt thêm thì thêm 5 cái nè. Tại vì mình đặt bẫy thương chứ không có sợ bẫy. Chỗ này không gầy à, dính đâu. Hai con rắn nhỏ chưa có rắn bự nữa nè. Rồi, nước ngập thì ngập chết chuột rồi. Trời, chỗ này vậy mà nước ngập lên tới đây luôn ta. À, chuột mới chết thì nó quá lớn, bây giờ xích lên cái chỗ này không dính con hổ ngựa 900 g với con hổ hành cỡ 400 g. Cái này có hàng không? Chuột cá lóc tát thấy hiện tượng như thế không có người chuột còn nguyên. Chỗ này đâu dính được hai con rắn nhỏ, chưa có con rắn bự nữa. Có hàng không? Ui. Ôi chị. Không có hàng nữa. Đây. Tự đẩy ra. Đây người, con này cần 300 mấy gì. Nghĩa cứ tùm lum tùm la chứ. Ôi hổ hành cũng ngon, dính hổ ngựa. Hổ ngựa bán không nhiều tiền rồi. Trời này 7 cây trước nè. 7 cây trước còn cột bằng dây kẽm. Dây kẽm dây chì rồi nè. Đứt trơn, bung hết trơn luôn trời. Ba mắt bung hết luôn. Đây có, mình có thêm dây đồng thêm mình thay. Đây để dính vô chảy ra uổng lắm, giờ cột dây đồng là chắc ăn. Rồi, bốn em, quá sướng, hộ hành không, yên chi. Hốt. Đây nha, ký máy gần 2 kg rồi đó. Rồi đem đi tiếp. Hôm nay chân trước dính chặt, chân sau dính con hổ ngựa, 900 g rồi. Rồi, có hàng nhiều. Mấy con lắp bóng nước ác thì chứ. Tè đến bảy tao luôn. Dạ, trời ơi. Để mình xử lý mà cứng nhắc. Rồi, không sao, mới xẹp cứt con chuột à. Không có dính nha, chỗ này. Không gầy dính đâu. Được. Hai con, chết một con, ba con. Mày hên lắm đó chuột. Mấy mày xẹp cứt rồi con. Cái này không dính được con mà chết ngắt ăn không được hết chứ. Hôm nay có hẹn hôm nay em thấy cứt gì chứ, cứt phúng phúng đầu hôm rồi thấy gì. Rồi chuột cũng đi người. Cái này mình đặt cặp mất lộ 1A luôn người. Lú cái bẫy ra luôn rồi. Khui. Rồi, không ơi, chuột còn nguyên nha. Con gì quằn. Chùa lũi bẫy luôn trời. Rồi coi thành quả hôm nay được nhiêu người.
Có nè, để căng thử cái. Rồi một ký, ký 8 người, ký 8 còn ký 7 nha. Rồi bạn cũng bye tạm biệt mọi người, hẹn mọi người lên clip sau. Mọi người thấy hay nhớ cho mình một like và đăng ký ủng hộ kênh nha.